Dạ, xin chào quý khán giả thân thương, trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại nhà văn hóa xã Thiện Trung, thì theo chân đoàn từ thiện của mấy nhà hảo tâm đi hỗ trợ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Phúc bị bệnh ung thư đại tràng ở ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè. Bị ảnh hưởng của mưa bão và đường xá xa để vô nhà chị Phúc rất là khó, nên hôm nay là ekip tổ chức tại nhà văn hóa xã Thiện Trung nè. Đây thì mấy cái nhà hảo tâm người ta đến, mạnh thường quân người ta đến sớm được ngồi để ăn, đây ăn trái cây tráng miệng, với một tí nữa thì sẽ vào trong để phát này. Đây là mấy người trong đoàn mình, đây là bà Sáu Mỹ Thiện nè, bà Hai làm từ thiện á, cùng với mọi người. Bây giờ là khoảng 1 giờ rưỡi buổi chiều á, thì mọi người đến sớm á để hỗ trợ đang thêm. Rồi, ở đây là chú Sáu Bờ nè, bên hội từ thiện nhóm nhân ái Nguyễn Cái Bè của mình đó. Chú đang đón tiếp mấy cái đoàn ở dưới Mỹ Tho đồ lên nè. Đó, giờ xe người ta vô chuẩn bị. Ở đây bên phần tổ chức của người ta có để khách phương xa cái nhà hảo tâm thì được ăn bánh canh chay nữa nè. Bánh canh chay. Cái này mình làm. Dạ. Quay đẹp nha. Dạ. Cái này mình làm cho mấy nhà hảo tâm ăn hả cô? Mấy mạnh thường quân người ta hả? Bánh canh chay hả cô? Bánh canh chay hả cô? Bánh canh chay. Ủa cái chị Nguyễn bữa nay là hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Phúc vì bị ung thư đại tràng gì hả? Dạ. Chị đó hoàn cảnh nó khó khăn ha. Chị vô rồi ha. Đây là nhóm nhân ái Cái Bè nè. Đó, mấy cô này đến từ nhóm nhân ái Cái Bè đang tổng kết số tiền để hồi phát cho bệnh nhân. Đây mấy nhà hảo tâm thì đến sớm để ngồi, sớm thì mình ngồi ăn trái cây, mình đợi cho mọi người đến đông đủ thì mình sẽ tiến vào bên trong hội trường của nhà văn hóa Thiện Trung để phát cho chị Nguyễn Thị Phúc đó. Đó, đây mọi người được đẩy ăn bánh canh chay. Dạ, ở cho cô. Đó, đây cô Thí này, cô Mộng Thí này. Cô Mộng Thí là vợ của chú Sáu Bờ. Đó, đây là Sáu ăn bánh canh chay, người Sáu. Đó, mà Sáu. Đây có mấy cái bạn ở gần đây, mấy bạn nhẹ trẻ lợi phụ cho cái hoạt động ngày hôm nay á, thì mấy bạn lợi phụ bưng nước tiếp khách đồ luôn. Đây. Đây là tổ cơm của Tâm Bình Cai Lậy á, mà trong phòng báo vàng nè. Đây. Hảo tâm ủng hộ thì ở đây có thư ký người ta ghi tiền. Ở đây chú Sáu Bờ và mọi người đang tổng kết cái phần số tiền mọi người ủng hộ thêm để hồi tí phát cho chị. Mình đang có mặt tại ấp Mỹ Lược, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè. Và đây ngay chỗ nhà văn hóa xã Thiện Trung. Đây, trong mọi người đang tụ họp ở đó tê tí vô trong phát cho hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Phúc. Điện thì chưa biết bà xã, bà chưa... Năm chí không? Năm chí không? Năm chí nè. Năm chí không? Không ghi ghi đi, ông tôi đi, bằng chút tụi tôi. Lúc đầu video, dạ như mình đã nói lúc đầu video thì do điều kiện đi vô nhà chị Nguyễn Thị Phúc này rất là xa, rất là khó khăn, với lại đang thời tiết mưa bão á, nên hôm nay cái đoàn địa chỉ nhân đạo Cái Bè xin phép tổ chức tại nhà văn hóa xã Thiện Trung. Đây, thì giờ cô đang nằm nghỉ mệt, cô không thể ngồi được lâu á, chị Nguyễn Thị Phúc nè. Đó. Chị vô đi sớm vậy nào mày nghỉ ha. Chị đâu có ngồi lâu được hả chị? Dạ. Mệt, bữa nay vô thuốc không mệt. Dạ. Có người nhà đi theo không? Nghe nói ông xã bị chồng nó bị gì đó, còn khỏe chưa? Có đi theo được không? Hay là ở nhà nghỉ? Dạ. Là chở là thi dạ. Đây thôi để cho chị nghỉ ngơi đi tí nha. Mình sẽ tới giờ phát quà cho chị hoạt động của nhóm. Dạ.
Dạ, nãy như là đầu mình nói đầu lúc đầu video thì hôm nay thì do điều kiện vô nhà chị Nguyễn Thị Phúc này rất là xa, rất là khó đi. Với lại hôm nay là thời tiết mưa bão, ảnh hưởng của bão số đó. Đó, cái mưa rất là nhiều nên các nhà từ thiện của Đài Tiền Giang mình mượn tổ chức tại nhà văn hóa xã Thiện Trung nơi đây nè. Nãy là chị mới vừa đi vô thuốc, vô hóa chất, chị mới về tới nên chị ngồi không có nổi, chị giờ chị nằm chị nghỉ ngơi để cho chị khỏe một xíu, một tí sẽ ban tổ chức sẽ tiến hành làm lễ để hồi phát trao quà hỗ trợ cho chị. Ở đây có nhà tài trợ nào cho gạo, có cái mấy cái bạn này ở gần xóm vô phụ khiên gạo nơi đây đó, để hồi tiếng người ta phát luôn. Dạ, giờ thì mọi người đang có mặt đông đủ hết trơn rồi, giờ là từng nhóm sẽ chuẩn bị để làm lễ phát cho chị Nguyễn Thị Phúc đó. Đây thì có mấy cái nhóm đang chụp hình lưu niệm đó. Cười nha, cười nha. Rồi. Đây là cái nhóm của địa chỉ Cái Bè mình nè, đó. Còn Nhân Ái, huyện Cái Bè mình. Rồi, không nữa. Đây là nhóm thiện nguyện với cây lạy nè. Mỗi số tiền chuẩn bị một cái bảng để lên để hồi quay ghi hình luôn. Đây là những phần gạo mà nó chuẩn bị sẵn hồi để phát. Đây là nhóm Nhân Ái Vĩnh Kim. Đây, đây mọi người đang. Đó là phát cho Nguyễn chị Nguyễn Thị Phúc. Đây mọi người đang hỏi thăm để phát quà trao hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Phúc ở ấp ở Thiện Trung á, chú quý chị bị ung thư. Đây. Dạ. Đây hồi sáng hồi sẽ người đại diện bên nhóm Nhân Ái chợ gạo cái chợ Cái Bè mình sẽ lên ta trao quà hưởng là 9.700.000 đồng đó. Mười sáu cùng chú ba bờ, chú sáu bờ nè. Đây thì mọi người dìu chị đi ra để chuẩn bị cho chị nha. Chị Nguyễn Thị Phúc bị ung thư đại tràng đó. Đây. Hôm nay là thời tiết mưa bão với lại ảnh hưởng thời tiết rất xấu mà đường vô nhà chị rất là xa nên các nhà hảo tâm đi đến khó khăn nên nhờ mượn cái chỗ nhà văn hóa xã Thiện Trung để hỗ trợ trao quà cho chị. Đây đó chị, địa chỉ của chị Nguyễn Thị Phúc ở ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đó. Đây có bữa nay là có mấy cái đài truyền hình với Tiền Giang mình bên địa chỉ Nhân Đạo người ta lên quay phim luôn đó. Đây thì các đoàn từ thiện của các chỗ sẽ về để cho của Tiền Giang mình hỗ trợ chị gia đình chị Nguyễn Thị Phúc. Đây. Đó, lần lượt là các tổ địa chỉ nhân đạo. Đó. Mấy mạnh thường quân ta có thể tặng quà cho Tiền Giang thêm. Tiếp theo của mình là bên đoàn áo vàng là tổ từ thiện Tâm Bình Cai Lậy. Đó. Số tiền của tổ cơm từ thiện Tâm Bình Cai Lậy là 2.850.000. Tiếp theo là chuẩn bị tới doanh nghiệp tư nhân nhà đất Tân Thành. Đó. Này chú này thì cho 1.000.000 gửi. Tiếp theo là của nhóm tình thương Quân Long chờ gạo.
Đây là nhóm này quyên góp được 1,7 triệu ủng hộ chị Nguyễn Thị Phúc đó. Và nhóm nhân ái chùa Hòa Minh 1,500,000 đó. Nhóm nhân ái chợ gạo 7,200,000. Ở đây là lý do mình đang đứng sát cái quay phim của đài truyền hình Tiền Giang nên mình không thể nói nhiều, vậy thì người ta không cho nói lớn để người ta thu âm phát lên TV á, đảm bảo giọng của người ta tránh tiếng ồn nên mình không nói lớn được, mình chỉ có thể nói nhỏ thôi đó. Tại bên đài truyền hình ta yêu cầu là mình không được lồng tiếng để tránh ảnh hưởng đến việc ghi âm của người ta đó. Bên bếp ăn từ thiện của huyện chợ gạo 2,650,000. Tiếp theo là nhóm nhân ái phước thiện chợ gạo 2,000,000. Tiếp theo là phần là cho lẹ của mấy nhóm nhân ái bình phục nhất chờ gạo 3,350,000. Đây là phần cho hỗ trợ thêm của các máy mạnh thường quân đó. Theo là nhóm nhân ái tình thương cô Ba Sơn chợ Hòa Khánh 2,500,000 đồng đó. Đây tiếp theo là chuẩn bị đây nhóm nhân ái bình phục nhất chợ gạo 3,350,000 cô Ba Sơn chợ Hòa Khánh 2,500,000. Cô Ba Sơn chào Hòa Khánh 2,500,000. Cái áo để đây này đúng không? Đưa điện thoại chỗ đó đó. Mất là 1,000,000. Này, tiếp theo là nhóm nhân ái chợ Cái Bè 7,900,000 đồng. Này. Đây nè. Chào mấy mạnh thường quân thêm. Đây là mấy phần mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho chương trình cho chị Nguyễn Thị Phúc đó. Tiếp theo là của nhóm nhân ái chợ xã Bình Phan chợ gạo 1,400,000 đồng.
to call.